Hay là lời đầu tiên cho Đức Phúc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Và hôm nay Phúc đang có mặt tại sân khấu của một chương trình. Thực sự rằng là xem trên TV là thấy sân khấu to, mà ra đến đây thì thực sự là thấy đúng là to thật. Mọi người có thể nhìn một vòng cho quý vị khán giả thấy. Anh quay được không? Anh vèo một phát cho em. Anh vèo một phát cho em. Đấy. Một sân khấu rất là to, đúng nghĩa là Kỳ Tài Thách Đấu. Nhìn sân khấu rất là hoành tráng và hy vọng rằng là Phúc sẽ làm nên trò trống trong chương trình ngày hôm nay. Mặc dù là Phúc chỉ đến hát thôi xong Phúc đi về. Và hôm nay Phúc rất là vui khi được mời đến chương trình Kỳ Tài Thách Đấu để hát live các khúc Hơn Cả Yêu cho quý vị khán giả nghe. Và phải chia sẻ đây là một cái lần được cái lời mời gọi là nó khá là ý nghĩa, nhưng mà nghĩ là chưa có dịp để hát live ca khúc Hơn Cả Yêu ở một sân khấu chính thức nào, mà cuối cùng đây chính là sân khấu đầu tiên gọi là chính thức sau khi mà ra MV Phúc được hát. Còn không bình thường toàn là phải tự hát ở nhà, tự vỗ tay. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rất là cảm ơn quý vị khán giả vì khi mà ý là quý vị đã dành tình cảm cho Đức Phúc rất là nhiều như vậy. Và thực sự rằng là Phúc cũng chỉ mong muốn rằng là làm cách nào, nghĩa là một cách tối ưu nhất có thể đem được tất cả những cái nguồn năng lượng tích cực dành cho đến quý vị khán giả. Mặc dù là có thể là ok thì hôm nay Phúc đang buồn hay như nào, nhưng mà chắc chắn là khi mà để gặp tất cả quý vị khán giả thì Phúc luôn luôn chỉ mong muốn rằng là sẽ đem được lại tất cả những cái điều gì đó vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và cũng như là tích cực nhất đến cho tất cả quý vị khán giả. Vì trong cuộc sống của chúng ta đã có quá nhiều bề bộn để khiến chúng ta phải suy nghĩ và cũng là khiến chúng ta phải buồn rồi. Nên là hãy dành tất cả những phút giây giải trí cho Đức Phúc và cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Ta hy vọng tất cả quý vị sẽ cùng chờ đón xem chương trình Kỳ Tài Thách Đấu được phát sóng trên HTV7 vào lúc 20h30 tối Chủ nhật hàng tuần. Và cũng đừng quên rằng là hãy xem chờ đón phần live thật là hay đầu tiên của Đức Phúc với Hơn Cả Yêu tại sân khấu Kỳ Tài Thách Đấu. Chắc chắn là chưa, nên là thực sự là nói về chuyện tình thì chắc chắn là Đức Phúc là một người nhạt nhẽo còn hơn cả là nước suối. Tại vì thực ra là cái đây không phải là mình muốn mà được, nên là hy vọng là trong tương lai Phúc sẽ cố gắng để có thể tìm được cho mình một nửa còn lại phù hợp với mình, thông minh, hiền, tính cách cũng vui vẻ, phù hợp với cả mình là được. Những bông hoa dâm bụt sẽ bắt đầu nở.